Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về nhau. Trước tiên xin kính chào quý vị khán giả, anh Quyền Linh cũng như chị Cát Tường. Xin chúc quý vị khán giả sức khỏe. Trước khi giới thiệu về bản thân cũng như quê hương, tôi xin gửi đến quý vị khán giả cũng như chị Cát Tường, anh Quyền Linh một bài hát mà sau khi bài hát này kết thúc sẽ biết quê hương chính xác của tôi là ở đâu. Rồi, hỏi luôn cũng được. Bao năm rồi anh, dòng sông Dinh đó vẫn êm đềm trôi, mặt sóng lăn tăn bóng chẳng còn in, phan rang chợt mưa, chợt nhớ dài trên phố, thân yêu vô cùng, phố thị của tôi. Đoán được chưa em? Dạ, nắng như gió nắng như phan mà nắng như rang vậy đó hả? Dạ, phan rang. Dạ, phan rang. Thì để giới thiệu về quê hương, còn bây giờ là xin giới thiệu về bản thân. Làm bài nữa đúng không? Có không? Dạ, chắc làm nổi. Tôi tên là Nguyễn Tùng Thắng, là kỹ sư công nghệ thông tin, sống và làm việc tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm, làm ở phòng văn hóa thông tin thuộc phường Mỹ Đông, năm nay là 40 tuổi. 40. Rồi, xin mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chương trình và em chào chị. Em chào anh Quyền Linh và em chào bạn nam bên kia. Em tên là Trần Thị Ái Hà, em 30 tuổi. Em quê ở Đồng Nai và hiện nay em đang làm ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Em làm giày xuất khẩu. Trước đây em từng làm, còn em làm công việc gì? Dạ, trước đây em có làm bên mầm non ạ. Xong rồi gia đình em có sự cố, xong rồi em mới lên trên Bà Rịa. Đồng Nai là ở chỗ nào? Dạ, em ở Long Khánh, Cẩm Mỹ anh. Còn Cẩm Mỹ trên đường đi về Ninh Thuận dạ. luôn. Dạ, đúng. Nói chung còn cách cũng rất là hợp ha. Bây giờ mình chia sẻ chút xíu về ưu khuyết điểm đi Thắng. Nói về ưu điểm của em thì nói chung là nhiệt tình, năng nổ, sáng tạo. Công việc gia đình là làm được hết. Nói chung rất thích các môn thể thao, việc là bơi lội. Nhược điểm hay rụt rè, nhút nhát, sợ gái. Nói chung sợ ma. Thôi. Thì em không sợ ma. Không sợ ma? Dạ. Vậy em sợ cái gì? Dạ em sợ điều xấu thôi. Mình có cái ưu điểm, khuyết điểm gì của mình không? Ưu điểm của em là người hài hước, chân thành với mọi người. Trong tình yêu thì em rất là chu đáo, thương động vật. Và nhược điểm của em là em rất là dễ xúc động. Em trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Nói chung mối tình chính thức thì lúc trước giờ 2 mối tình. Mối tình thứ hai thì quen nhau trong cơ quan cũng được 1 năm mấy. Tính tình là chưa hiểu nhau lắm. Thì cô ấy nói chung cũng bệnh về cái chuyện mà chuyện có con á, nên bây giờ thôi cũng chia tay. À, bạn gái không có sinh con được cho nên là anh chia tay dạ, hả? Dạ đúng rồi. Là anh là chưa có từng kết hôn đúng không anh? Dạ, chưa kết hôn lần nào. Chưa kết hôn lần nào. Hiểu rồi ha, chứ thôi bớt căng thẳng, nãy thấy em căng thẳng quá. Rồi bây giờ về tình trường của mình thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng có 3 mối tình. À. Dạ, mối tình đầu là năm 20 tuổi. Dạ, mối tình cuối thì em chia tay cũng được gần 2 năm rồi chị. Dạ, do người đó không có đàng hoàng, sợ bội mình, em nghỉ chơi, không biết. Em có mong rồi muốn à. Tìm một mẫu người như thế nào? Dạ, em mong anh ấy là trung thực, cái hài hước, cái mặt ảnh hiền nữa. Em có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Mặt hiền với cười tươi, giống như anh diễn viên Anh Đức đó chị. Dạ, anh không hút thuốc càng tốt. Không hút thuốc thì càng tốt. Em có anh có hút thuốc không anh? Tất cả các món là tứ đổ tường, không bao giờ sử dụng. Thuốc thì không hút. Rượu bia thì nói chung lâu lâu là sếp gọi hoặc anh em bạn bè là đi thôi. Anh có lăng nhăng không? Chính xác là không. Rồi vậy mẫu người lý tưởng của anh là như thế nào? Người phụ nữ là còn cao 1m55 trở lên, ưa nhìn, vừa pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Sao khó quá hả? Lúc khó. Thì bắt truyền thống, lúc thì bắt hiện đại hả? Rồi bên quan coi đàn gái coi sao nha. Chào em gái. Em chào anh. Em không thích cái tật gì của người đàn ông nhất? Anh bảo thủ. Em trai có bảo thủ không vậy? Dạ không à. Không có bảo thủ. Dạ với lại không thích cái sự an phận á. Này sao anh? Có mục đích gì phát triển tương lai không? Đối với em là cái cầu tiến là cái số 1. Tại hiện tại là không bằng lòng với bản thân. Phải đổi mới hoàn toàn. Đúng. Phải phát triển kinh tế cho này để lo gia đình ha. Hả? Anh này không có giống anh Đức. Nhưng mà mặt anh này hiền giống như em đưa ra đó. Dạ. Rất là hiền. Cũng hợp lắm. À, em 60% hiện đại và 40% truyền thống. À, vậy là hay rồi, lắm rồi. Là hay rồi. Thôi, được. Bao lâu nữa thì em tiến tới hôn nhân được? 30 rồi ha. Dạ, có thể 1 năm chị. Mai mốt định sinh mấy đứa con? Dạ, 1 hoặc 2 chị. À, tại anh này anh phải có con mới được. Chứ không có là không được. Mà nhiều khi dạ, anh có đi khám anh trước chưa? Nói chung là tốt. Hệ thống coi như hệ dàn máy hoạt động tốt. Anh tự đoán anh tốt hay là đi bác sĩ khám? Tự tin luôn. Vậy là khi quen bạn gái về là đưa bạn gái đi khám liền ha. Dạ. Để quen thời gian nữa rồi là mất công chia tay với người ta nữa. Yên tâm ha. Dạ dạ, cảm ơn. Rồi, Thắng đi với ai Thắng?
Dạ, đi với đứa em con mà gì. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, chào anh. Chào khán giả. Tôi là em họ của anh Thắng. Nhìn bạn Hà thì tôi thấy là bạn dễ thương, tính dịu dàng. Nhưng hiện đại thì thật sự là mình cũng chưa thấy cái nét hiện đại nhiều lắm. Cũng có đó. Em nghĩ là anh không có bỏ cái cơ hội này đâu anh Thắng. Đừng nên bỏ cơ hội này. Và nhớ cái kiểm tra cái nút bấm đó. Sợ nó hư đúng không? Sợ nó hư. Rồi hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với dì ruột, với chị ba và cháu. À rồi, dạ, thì gặp dì em dạ. nha. Dạ. Kính chào MC Quyền Linh. Thì tôi giới thiệu là tôi dì ruột của cháu út. Thấy cháu của tôi thì anh cũng hiền lắm, cha mẹ mất sớm nhưng mà cũng biết thân phận lắm. Tôi thấy hai cháu là cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Cháu trai tuy là hơn cháu tôi 10 tuổi rồi, thế nhưng mà tôi thấy cũng chững chạc lắm á. Cái lối sống của miền Trung thì thấy cũng chững chạc, tôi cũng thích. Dạ, dạ, cảm ơn. Rồi đó là ý kiến gia đình của mình ha. Bây giờ trực tiếp hai bạn sẽ trò chuyện với nhau rồi mình quyết định nha. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi Thắng. Anh xin tặng em món quà, và đây là coi như gọi là đặc sản. Dạ. Món này là đầu tiên, chính xác. Dạ, em cũng có món quà nhỏ tặng anh ạ. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, em có món quà nhỏ tặng chị. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Dạ, em tặng cho bà xã anh ạ. Rồi. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn em nhiều nha, thay mặt bà xã cảm ơn em nhiều. Lần đầu dạ, tiên em thấy anh sao? Dạ em thấy anh hiền. Tính anh là hiền, trầm tính, thiên về sống tình cảm á. Dạ em cũng vậy ạ. Ấm ức hoặc cái gì là cố giữ trong lòng. Dạ vậy là giống em rồi. Tại vì em có nỗi buồn gì hay là khó khăn gì em cũng ít chia sẻ với ai lắm. Em chịu đựng một mình thôi. Hiện tại là em làm ở đâu? Ở Vũng Tàu á? Dạ ở Bà Rịa. Bà Rịa Vũng Tàu thì nói chung cái khoảng cách từ đó cũng xa, cũng gần chứ không có xa. Còn Đồng Nai thì càng gần hơn nữa. Có chắc là em xin được không nha? Dạ. Đó, đó em phải hỏi ảnh cái vụ đó. Dạ anh ơi, nếu thí dụ mà em không xin được thì anh có giống như đợt trước không? Dạ không, tại nói chung khi mà quyết định bấm nút sẽ chắc chắn tiến tới hôn nhân. Ý cổ nói nữa là hai người lấy nhau, cổ đẻ không được thì sao? Đã quyết định chọn thì không bao giờ thay đổi được. Cái quyết đẻ định. Không đẻ không quan trọng đúng không? Dạ em chính xác. Em không xin được anh cũng không buồn đúng không? Dạ. Không bỏ rơi em đúng không? Chính xác. Nói chung đánh giá hồi nãy giờ thì cũng đánh giá về bạn này. Làm như họp chi bộ đánh giá rồi. Rất hợp với cái hình mẫu gọi là nó là đang tìm kiếm. Anh có thể hát tặng em không? Để mà coi như tỏ tấm chân tình của anh thì anh xin gửi em đến bài hát. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây cơm tành lâu đài, đợi chiều về đêm trăng nào tới, qua chiều vàng đêm trăng nào tới, đến đón hai đứa chúng ta mà thôi. Thảo chua bài hát xin lỗi. Nắm tay ảnh với em rồi mình hát. Để em hát tặng anh một đoạn nha. Vì sao em nhớ anh thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mắt, buổi chiều nào gặp nhau đây mà đêm đang nhớ như vậy. Anh hỡi em có yêu có hay, tình em như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xây thành lũy, biển trời nào mà không xanh, thì xin anh nhớ cho rằng tim vàng anh chính ngự hồn em. Hay. Rồi, được rồi. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha, rồi đưa ra quyết định của mình. Bấm nút là hẹn hò để mà quyết định tiến tới hôn nhân nha hai bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Xin mời. Suy nghĩ là gì, em định không bấm đúng không? Dạ em chỉ lo là khoảng cách xa, tại vì
Dạ, anh thường là sao mà cách lòng á. Anh nắm tay cổ, anh nói câu sao cho cổ yên tâm. Bao lâu thì anh tới thăm cổ được một lần cho cổ khỏi phải lo lắng nữa. Anh sẽ hứa với em là nói chung chấp nhận rồi, anh sẵn sàng lừa dối trong tình yêu không bao giờ anh có. Còn đến với em là anh chắc chắn rồi, như bằng tấm lòng chân thật. Nói chung á là đánh giá của tôi á, nói chung hai người á là nói chung á là hợp. Yên tâm nha em. Dạ, cảm ơn chị. Anh chưa trả lời đúng là bây giờ bao lâu anh thăm cổ một lần? Cùng thứ bảy chủ nhật. Thứ bảy chủ nhật. Vậy anh thích chừng nào kết hôn? Thì cuối năm, dự định cuối năm. Được nếu không? Mà cảm thấy hợp. Cuối năm nay hả chị? Còn không thôi là đầu năm sau. Nói chung là càng sớm càng tốt đó. Ăn ở chung cho nó lẹ chứ đi thăm hoài cũng mệt. À, tốn kém gì ha? Tốn kém. Nói chung á là cần về ở chung gấp. Đánh giá là tốt phải không anh? Rồi. Thấy cái điện thu người ta tôi không thấy mặt mày gì hết trơn á nha. Rồi bây giờ xin mời. Dạ, rồi sáng lần tí rồi nè. Mặt sáng như trăng rằm vậy đó. Mà nãy người ta nói cái đèn gì đâu mà tối thui hà. Rồi, bây giờ mời anh giới thiệu bản thân giùm em ha. Họ tên, rồi công việc, rồi quê quán của mình à, đang ở đâu rồi? Tên Phạm Minh Khởi, sinh năm 1983, quê ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Nghề nghiệp thì lái taxi. Anh là gì? Lợi hả? Phạm Ngọc Lợi. Tại? Rồi lái taxi đúng không? Đúng rồi. Lái xe ở đâu? Lái vòng vòng Cao Lãnh trong tỉnh Đồng Tháp nè. À, làm lâu chưa anh? À, cũng 8-9 năm vậy. 8-9 năm luôn là xe của mình chưa? Xe của mình luôn. Dạ. Rồi bây giờ anh chia sẻ một điểm mạnh, điểm yếu của mình nha. Mạnh thì thích nấu ăn, chăm chỉ trong công việc. Rồi mình chủ động chia sẻ giùm em ha. Tình trường của anh được bao nhiêu mối tình rồi sao thì chia tay? Có hai mối tình sâu đậm thì gần đây khoảng 4-5 năm rồi do không hợp thì chia tay. Hợp là mình chưa từng lập gia đình hả anh? Chưa. Do công việc của mình đi hoài đó, chạy xe hoài, không có dành thời gian nhiều để đi hẹn hò đâu đó, 8 triệu nữa thì chia tay mà. Rồi giờ mình có rút ra được cái kinh nghiệm gì nếu mà bây giờ mình có người mới, mình tìm hiểu người mới không? Vậy thì mình rút ra mình dành nhiều thời gian hơn. Rồi là cái công việc của anh là anh chủ động được mà đúng không? Xe của mình thì chạy cái thời gian của anh chủ động được đúng không? Đúng rồi, tại hồi lúc trước thì mình muốn đâu có thời gian đâu mà đi. Còn bây giờ thì nói chung mình chủ động được, chạy thì chạy, không chạy thì nghỉ, thời gian mình thôi. Rồi nếu mà bây giờ quen nhau như vậy thì dự tính của anh thì như thế nào, bao lâu các thứ để mình có thể là lập gia đình được? Thì khoảng nếu mà tìm hiểu thì khoảng hết năm nay, đầu năm sau lập gia đình được. Là giờ có để dành số vốn gì để cưới vợ chưa? Đang tích lũy, tại mấy mùa dịch này không có làm, không có chạy xe được, đâu có dư. Rồi cưới về là anh dự định là sẽ ở đâu, có làm dâu không hay như thế nào? Không. Bên nào cũng được, chứ muốn đàn gái cũng ở bên đàn trai cũng được, đàn trai ở bên đàn gái cũng được, cái đó thích tùy theo thích ở đâu đó. Rồi anh có thể ở rể được đúng không? Được. Ok, bây giờ anh mong muốn tìm kiếm một người như thế nào? Ngoại hình đi, tuổi tác, vùng miền. Ngoại hình thì cũng dễ nhìn như rồi, đừng có mập quá, đừng có lộn quá. Còn công việc thì ổn định, nói chung là đủ trang trải cho gia đình, nói chung hai vợ chồng nó cũng làm được, chứ mà một mình mà làm thì gánh nó nặng lắm. Có công việc cũng ổn định cũng được, lương thì 3-4 triệu cũng được, nói chung nữ. Rồi tuổi tác, vùng miền ở đâu thì được anh? Nói chung là tỉnh nào cũng được á, tuổi thì đừng lớn mà khoảng chừng 23 trở lại. Là người ta cũng chưa lập gia đình giống anh luôn, hay là ví dụ người ta đã từng lập gia đình thì có được không? Từng lập gia đình được nhưng mà chưa có con nha. Còn từng lập gia đình mà chưa có con. Rồi. Còn yêu cầu gì về người bạn gái đúng không? Phải ở Đồng Tháp hay là anh có yêu xa này kia được không? Không được, ở đâu cũng được. Rồi, có điểm gì anh không thích ở người phụ nữ không?
đừng có sập mình, đừng nhận tóc. Vẽ rồi được không? Đẹp đẹp thì được, chứ đừng có nhựa mà vàng xanh không được. Rồi anh Lợi có cái tài lẻ gì không? Đang thiếu đồ ca hát rồi được không? Không, chỉ biết nấu ăn thôi chứ không có ca hát gì được nha. Rồi anh Lẽ lên sân khấu thể hiện màn nấu ăn hả? Nếu mà biết nấu ăn thì nếu mà có được tham gia chương trình là phải tự chuẩn bị một món ăn gì đó để cho bạn gái thưởng thức nha, chứ không phải là mình chỉ nói miệng không đâu. Mình tham gia chương trình là mình phải chuẩn bị đó. Ca chay thì được, ca mà không hay thì cho em hả? Rồi ca thử một đoạn nghe dở cỡ nào, dở lắm mới được lên chương trình nha, cái dở vừa vừa cũng không có được đâu. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh. Dạ em hát được mà có gì đâu dở, quan trọng là cái cảm xúc của mình đặt vào bài hát. Đúng rồi. Rồi anh Lợi còn muốn chia sẻ gì thêm không anh? Không được rồi. Rồi ok, nếu mà anh được chọn ha thì chương trình sẽ có cái thông báo cho mình biết và sẽ có một biên tập trao đổi kỹ hơn về nội dung mình chuẩn bị để mình lên sân khấu ha. Rồi ok, chào anh ạ. Rồi anh bắt đang cuộc gọi được rồi á. Dạ anh em tên là Trần Như Dễ, sinh ngày 19 tháng 5 năm 2002, em quê ở Vĩnh Long và hiện tại luôn là em đang làm việc tại công ty dầu dầu Nhật Bản, công nghiệp Sinh Á, tạm biệt anh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Anh sinh năm bao nhiêu nhỉ? Anh hỏi lại em. Dạ, sinh năm 1992 anh. Okay. Đang ở Long An. Anh nói lại tên của mình được không nhỉ? Anh là cái gì? Nguyễn Minh gì? Trần Minh Dễ. Trần Minh Dễ. Trần Minh Dễ, dễ dàng chị. Ok, ok. Dạ. Rồi, anh chia sẻ thêm một chút về cái ưu nhược điểm của bản thân mình đi. Dạ, em thì cái thế mạnh của em á, em là người tự tin, năng động và như là mình có sự quyết đoán trong công việc. Còn cái điểm yếu của mình, cái nhược điểm của mình là mình quá nặng về cái về tình cảm. Dạ. Quá nặng tình cảm là sao? Là mình luyện tình à? Dạ, tức là mình rất là dễ tin người trong một cái việc nào đó. Và mình khi mà mình đi ra đường, ra xã hội á, là mình thấy những cái hoàn cảnh khó khăn, là mình không kịp động. Thế còn tài lẻ thì sao? Em có năng khiếu hay là tài lẻ gì không? Muốn chia sẻ không? Dạ, tài lẻ thì em có làm về văn thơ và có biết về một chút về võ thuật. Thì nếu mà tham gia chương trình thì có sẵn sàng là đánh võ hay biểu diễn võ thuật hay là làm thơ trên sân khấu không ạ? Dạ, nếu như mà em tham gia chương trình thì em cũng sẵn sàng là em làm một bài thơ. Dạ. Ok anh. Rất là nhiều tài lẻ, các thứ rất là đàn ông, công chúng thì cho em hỏi một chút về cái tình trường của mình đi. Dạ. Sao? Vâng, anh chia sẻ đi ạ. Dạ, em cũng có một mối tình duy từ đó giờ em có một mối tình duy nhất thôi, nhưng mà đã chia tay cách đây 4 năm rồi. Mối tình này thì nó kéo dài chính xác luôn, nó gần 10 năm. Thì lý do vì sao mà một mối tình dài lâu như vậy lại chia tay, mình lại chia tay? Dạ, nó cũng có nhiều yếu tố lắm chị. Nó cũng như là về hai đứa không có về lâu dài thì hai đứa không có một cái sự đồng nhất với nhau, và hai đứa cũng đã cảm nhận được đó là mình không thuộc về nhau, tức là chia tay trong yên đẹp chứ không phải là mình đổ lỗi cho ai, tức là mình khi mình chia tay không nói quá nhiều về người đó. Ai là người quyết định chấm dứt mối quan hệ ạ? Dạ. Ai là người quyết định chấm dứt, quyết định lập cái mối quan hệ 10 năm đấy của mình? Anh hay là bạn kia? Dạ cả hai luôn. Cả hai luôn, cả hai không phải là ai. Khi thế tại cả hai không có. Ừ, dạ. Anh chia sẻ đi ạ, anh cứ chia sẻ đi ạ. Dạ. Dạ, tại vì cả hai á là cũng như là mình sống với nhau lâu dài, mình không như là cái sự đồng cảm và quá hiểu nhau rồi. Thành ra là hai đứa là hẹn nhau trong quán cà phê rồi là quyết định là nói lời chia tay,
À, chị là chị ở mức độ bây giờ là chị hiện tại chị không có bạn, chứ không có bạn như vậy trên công việc thôi, chứ không có năng tăng của chị cả. Là đồng nghiệp của mình luôn đấy ạ? Dạ không, khác chị, nhưng mà tại vì tụi em có những cái mối quan hệ để mà làm việc chung với nhau để xử lý những công việc với nhau, tương trợ với nhau. Thế trong 4 năm đấy thì anh chia tay được 4 năm rồi đúng không nhỉ? Dạ đúng rồi, em chia tay 4 năm rồi chị. Trong 4 năm đấy thì mình có tìm hiểu ai khác không? Dạ thì trong 4 năm đó thì em cũng có tìm hiểu một hai người, nhưng mà mình không có duyên nợ với nhau, và cũng có những khía cạnh mà đôi bên không hợp với nhau, thành ra là em định là em quyết định. Thế nếu tham gia chương trình thì anh muốn là chương trình sẽ kết đôi với mình với một bạn nữ như thế nào? Dạ em thì bình thường thôi chị, tức là mình không cần phải quá xinh đẹp hoặc là quá dễ dàng gì, miễn sao mà hai đứa cái người bạn gái đó là biết cũng như là cùng cái hướng đi với mình về vấn đề về gia đình, về cuộc sống, tức là cũng không nhất thiết là phải hiểu mình 100%, nhưng mà người ta là người cô ấy nó cũng biết chia sẻ với mình những cái lúc vui buồn, những công việc này đó, là khi đi quán đi làm về thì cô ấy cũng có thể chia sẻ mình trong công việc, để từ đó là mình xây dựng gia đình. Tại vì hơn ai hết là em hiểu được cái giá trị hạnh phúc gia đình. Tại vì bản thân em nói chung là mình không được may mắn như người khác, là vì ba mẹ em có những cái trục trặc riêng, nên là thành ra là mình hiểu được cái giá trị của gia đình là nó như thế nào. Vậy thì độ tuổi thì sao, bạn nữ có anh có yêu cầu gì về độ tuổi, là từ bao nhiêu tuổi không, hay rồi là quê quán anh yêu xa được không này, hay là phải là cùng quê? Dạ em thì em không có quan trọng là tuổi là độ tuổi, ví dụ như là thấy bằng tuổi cũng được, như thế nào không quan trọng. Còn ấy thì mình có thể ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai hoặc là Bà Rịa. Nếu mà mình tìm hiểu mà cảm thấy hợp nhau này thì bao nhiêu lâu thì anh muốn tiến đến hôn nhân với cả bạn này? Có mình bao lâu thì mình sẵn sàng để kết hôn? Dạ em thì chắc là từ một năm cho tới 1.5 năm chị. Còn là cũng có thể là không nói trước được. Là quan trọng là cho cả hai thôi, chứ mình cũng không quyết định được. Ok. Cho em hỏi một chút là anh là quê gốc ở Vĩnh Long và hiện tại đang làm ở Đức Long An đúng không? Dạ đúng rồi anh. Em ở giáp với Hóc Môn á. À, cũng thế đây cũng gần ở đây. Dạ em ở giáp đây. Dạ. Em công việc cụ thể của mình với anh có thể nói lại cho em cụ thể của công việc của mình là gì không? Dạ công việc của em là nhân viên văn phòng và em phụ trách về hành chính nhân sự, kiêm luôn cái vấn đề về an toàn lao động, an ninh nhà máy và phòng cháy chữa cháy của nhà máy. Nhà máy. Dạ. Vậy kinh tế là ổn định rồi đúng không? Anh đã có nhà chưa? Dạ kinh tế em thì nói chung là tương đối là mình phải lo nghĩ quá nhiều. Còn hiện tại luôn nhà thì em cũng đã có rồi, chứ anh không có, nhưng mà do đặc thù công việc là em phải ngủ lại tại nhà máy. Tại vì nhà máy là bố trí cho em phòng ở lại. Rồi ok. Vâng, thì ngày hôm nay chương trình có trao đổi với anh để phỏng vấn một số những cái thông tin cơ bản trước. Còn nếu mà anh được chọn á, mà bằng ghi hình á, thì sẽ có biên tập trực tiếp qua điện thoại làm việc với anh nhé. Dạ. Dạ em xin cảm ơn chương trình ạ. Vâng, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, em xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Dạ, em chào anh, chào anh chị. Dạ, phần phỏng vấn của mình tới đây là xong rồi, anh mút đỏ rồi cuộc gọi giúp em nha. Dạ rồi, ok. Dạ rồi, em chào anh nha. Dạ, cảm ơn chị.